Là sư không nhận tiền ha? Dạ vâng ạ. Dạ. Con chỉ nhận đồ ăn buổi sáng à. Dạ. Bây giờ qua buổi trưa con cũng nhận à. Dạ. Dạ sư đi riết vậy hả? Thì con cũng phát tâm là mình đi như vậy đó để mình học theo cái lời Phật dạy á. Dạ. Dạ. Trong quá trình mình đi như vậy á, là sẽ có những cái chướng ngại nó đến với mình. Dạ. Đó là chướng duyên đó. Dạ. Để xem cái sự kham nhẫn của mình có vượt qua được hay không. Dạ. Ok, hello anh em ha. Hôm nay mình sẽ đi chữa lành nha anh em ơi. Hôm nay mình đi chữa lành nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ đi chiếc Exciter của mình nha anh em. Nói chung là một cái tour ngẫu hứng cho nên là mình không có chuẩn bị gì hết anh em. Bây giờ lấy xe và lên đường. Hy vọng là mọi chuyện suôn sẻ, nó sẽ tới với mình nha anh em. Ok, thì cái tour này mình sẽ đi một mình, độc hành. Đi đâu thì anh em đi theo sẽ biết nha. Xe mới sửa anh em, hôm bữa nó bị lò xo đầu, cam xúc bắp, ba cục xăng. Bây giờ là khoảng chừng 4 giờ sáng nha anh em. Ok. Hôm nay mình sẽ lấy con xe này để mà chạy. Đổ xăng cái. Cho đầy bình chị. Ok. Hiện tại là xe mình đang đổ nhớt Manoi nha. Mình đang chuyển qua dòng nhớt Manoi để mà dùng thử. Thì nhớt nào cũng vậy, trước khi mình bán thì mình sẽ xài thử để mà có một cái cảm nhận thực tế nhất khi mà anh em qua mình có thể tư vấn cho anh em ha. Thì lần này đi á, là mình đổ Manoi, bình thường xe này là mình đổ 300V. Ok, thì tour này mình sẽ đi một cách tiết kiệm nhất và mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách đi tour để mà tiết kiệm ha. Không phải là anh em nào cũng có nhiều tiền. Nhiều anh em giống như mình kiểu như là đi tour nhưng mà ăn uống rất là khiêm tốn, tiết kiệm anh em. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em về cách để mà đi tour tiết kiệm nhất có thể. Thì đầu tiên là anh em phải kiếm cho mình một chiếc xe tiết kiệm xăng trước đã. Càng tiết kiệm xăng càng tốt. Tiết kiệm xăng nhưng mà chạy phải mạnh nha anh em thì nó mới sướng. Trước khi mà đi tour thì anh em phải ăn uống. Nói chung là phải ăn trước khi đi nha. Tại vì đi ra đường là mình sẽ đói bụng. Đói bụng thì mình sẽ tốn tiền để mà ăn uống. Thì tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, mình sẽ ăn trước khi đi là mình sẽ ăn nha anh em nhớ nha. Ăn xong rồi tự quậy một ly cà phê nóc. Anh em nào không uống cà phê được thì uống trà, để cho mình có một cái độ tỉnh táo nhất định khi mà ra xe nha anh em. Đó. Vậy là mình sẽ có một cái bụng no. Khi đi trên đường giữa đêm mình sẽ không bị tốn tiền. Và nhớ, nhớ đi vệ sinh trước khi đi. Wow. Đặc biệt là không chở người ngồi sau nha anh em. Nếu mà chở người ngồi sau thì mình sẽ tốn tiền chăm cái người ngồi sau, cho nên tốt nhất là anh em không chở bồ vợ theo để mà đỡ tốn tiền. Đó là những cái đơn giản nhất mà anh em phải biết. Rồi bây giờ thì mình thả ga để mà chạy ha. Một mình một xe là tha hồ chạy, khỏi chờ khỏi đợi. Thích chạy chậm thì chạy, thích chạy nhanh thì chạy, không ai la không ai cấm hết. Lâu quá mình không có đi đường quốc lộ 20, bây giờ chạy quốc lộ 20 không biết là có chốt hay là không.
cái khung giờ mình chọn đi á, nó cũng độc hại lắm anh em. Mình đi vào giấc 4 giờ sáng thì cái giờ này á, là cái giờ ngủ ngon nhất luôn. Cái giờ này là anh em sẽ chìm vào trong giấc ngủ, 7-8 giờ sáng anh em mới dậy ha. Còn mình chọn cái giờ này đi thì nó cũng khó chịu nếu mà anh em ngủ không được, mà vô cái giờ này là khó đi lắm nha. Nếu mà ngủ không được mà đồng hồ báo 4 giờ bắt đầu đi là chạy không nổi anh em. Hôm nay chạy thử cái xe, ngày mai có một cái tour cùng với anh Tư, anh Nhí. Còn hôm nay mình làm một cái tour solo, chạy thử cái xe anh em. Xe này mới làm xong, mà mỗi lần mình muốn chạy thử một cái xe thì mình phải chạy khoảng chừng 300-400 cây thì mình mới cảm nhận được anh em. Còn mình chạy ra đầu đường, chạy vô mình không thể nào cảm nhận được. Bởi vậy mình dành một ngày ra để mà chạy thử chiếc xe. Khi mà đi tour tiết kiệm thì anh em phải tiết kiệm xăng nữa, tiết kiệm tiền, tiết kiệm xăng, lộ phí là anh em phải hạn chế nhất có thể. Ví dụ như là chạy một chiếc xe, không phải là mình chạy nhanh thì nó sẽ mau tới không tốn xăng nha. Anh em càng chạy nhanh cái xe của anh em nó càng hao xăng. Bởi vậy chạy như thế nào cho đúng. Tiết kiệm xăng có nghĩa là anh em sẽ đi đúng tốc độ. Tốc độ nào đi số đó, chạy chậm thì đi số nhỏ, chạy nhanh thì đi số lớn, nhiều cái xe chứ không có lên ga gấp ha. Thì nó sẽ không hao xăng anh em. Cái này thì ai cũng biết nhưng mà mình nghĩ có một số anh em mới chơi xe sẽ không biết ha. Wow, ở trên này mưa anh em ơi, mùa này là bắt đầu có mưa nha anh em. Bắt đầu có mưa nha. Ok, mình đã tới ngã ba Dầu Dây. Tới ngã ba Dầu Dây, xe mình vẫn còn đầy bình. Nói chung là chiếc xe này nó không có hao xăng anh em. Đi cái xe này chạy rất là thích, đặc biệt nó không có hao xăng. Còn Raider Raider xe chia Winner cái bộ hao xăng nha anh em. Phải công nhận một điều, xe này nó không hao xăng. Bình thường chạy chiếc Raider á, tới đây là mình còn có 3 cục à. Ông nội ơi. Anh em chạy xe thì anh em sẽ có những cái cốp ha. Xe này thì không có cốp, mình đeo cái ba lô phía sau. Thì anh em có thể đem theo nước ha. Thay vì mình uống nước ngọt thì bây giờ mình uống nước lọc thôi. Mình đang tập anh em, mình đang tập uống nước lọc. Nói chung là uống nước suối, nước lọc, nước không có ga, nước không có đường. Thì mình đang cố gắng mình tập cho nó thành một cái thói quen luôn. Nếu mà anh em chỉ uống nước lọc thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe anh em. Mình không cần ghé uống cà phê gì hết, mình chỉ cần đem theo một chai nước lọc. Mỗi lần khát nước mình lấy ra mình uống là ok. Còn nếu mà tình huống buồn ngủ quá thì anh em có thể đem theo trà, đem theo nước trà. Nó sẽ không tốn bao nhiêu hết anh em, đúng không? Nói đúng không? Thay vì mình ghé lại quán cà phê mình nghỉ chân, mình mua ly nước mình uống hai mấy ba chục ngàn, thì bây giờ mình kiếm một cái góc nào đó, mình lấy chai nước suối ra, mình ngồi mình uống, mình chiêu, thì nó sẽ đỡ tốn tiền. Những cái nhỏ nhặt như vậy á, tích góp lại thì một chuyến đi của anh em nó không tốn bao nhiêu tiền hết. Đó. Ăn uống thì chút xíu nữa sáng nay mình sẽ chỉ cho anh em cái cách để mà ăn uống ha. Ăn uống làm sao cho nó ngon, bổ, rẻ, quá dễ. Rồi rồi. Rồi rồi. Rồi, mày xong mày rồi. Chữa lành kiểu này là mày xong mày rồi. Không ổn anh em ơi, không ổn rồi. Trời ơi, ống mưa. Tour này mình có đem theo áo mưa đàng hoàng, nhưng mà mình không nghĩ là mới sáng sớm mà ở trên này mưa nhiều như thế này. Ướt nhẹp anh em ơi. Chữa lành kiểu này là mày mệt mỏi thêm rồi. Thì nói chung là mưa kiểu này á, mình không thể nào quay clip được anh em. Tại vì cái camera của mình á, nó không có chống nước. Mình tháo cái nắp ra để mà kết nối cái bộ mic á, cho nên là nước vô một hồi là nó sẽ không thu âm được. Trời mưa nhỏ nhỏ như thế này chạy xe sướng anh em. Nhưng mà mình chạy nhanh không có được, đường trơn lắm. Đặc biệt trời mưa thì mình chạy xe rất là thoải mái. Mình không có bị tâm lý gì hết, chạy thoải mái. Sáng sớm mà trời mưa nữa.
bao anh em đi luôn. Trời ơi, mình đâu có muốn trời mưa đâu. Nguy hiểm nha anh em, ban luôn nha. Mình đang chạy trong cái làng của mình á, mà mình gặp chướng ngại vật như vậy á, là tốt nhất là mình cố gắng mình giữ thăng bằng, mình ban luôn, chứ mình không có lách ra nha anh em. Mình đang chạy bên hông một chiếc xe container nha, nhớ nha, đừng có lách ra nha anh em, ban luôn đó. Mưa lớn lắm anh em ơi, nhìn nó nhỏ mà chạy càng nhanh càng ướt. Mới ghé lại chỗ này để mà trú mưa. Wow, mưa lớn quá. Mưa không tạnh luôn, nãy giờ lâu lắm rồi. Đây xe mình anh em, xe mình đi lớp nhỏ nha anh em. Cái này có thể gọi là dán mã, mém mã. Đó, thì xe mình hạ lùng lớp nhỏ, nhưng mà anh em nhìn cái xe của mình nó rất là cân nha, nó không có bị lêu khêu. Mình hạ phụt trước, hạ phụt sau, cắt chân phụt, cho nên là cái xe mình nó lùng lắm anh em, nhìn nó cân. Thì cái này mình gọi là Exciter size S nha anh em, size S nha, có nghĩa là cái size nhỏ dành cho khổ người, khoảng chừng 1m6 cho tới 1m65 là ok. Đó, thì có một chút xíu chia sẻ với anh em cái này. Hôm bữa xe mình bị sàn lắc rất là dữ. Nếu mà là anh em á, anh em sẽ nghĩ là do cặp lốp này nhỏ quá mình chạy nó bị lắc đúng không? Không phải nha anh em, không phải nha. Phụt trước của mình ok, lốp trước của mình ok, lốp nhỏ 60, đằng sau 70. Không phải lý do là cặp lốp này nó làm cho cái xe mình sàn, mà do cái này, do cây phụt nha anh em. Cây phụt hôm bữa của mình là nó bị hư, đi về nhà mình kiểm tra thì cây phụt của mình nó bị hư, cho nên là sàn lắc rất là ghê. Khi mà đi tốc độ 100 á, 100 trở lên là xe mình sàn lắc rất là ghê gớm. Thì đi về là mình thay cặp phụt này vô, mình thay cây phụt này vô là xe mình hết bị sàn lắc nha anh em. Phụt này tên gì mình quên mất tiêu rồi, nhưng mà phụt này nhúng ok nha anh em, nhúng rất là ok luôn. Đó, xe mình đi lớp nhỏ nha, lớp nhỏ chạy mưa vẫn ok. Nói chung là cái tốc độ mình điều phối á, nó phù hợp là mình chạy được. Trời mưa như thế này lớp nhỏ mà chạy nhanh thì chắc chắn là nguy hiểm anh em. Đó, nhiều anh em thích đi lớp nhỏ đúng không? Cứ đi đi, nhưng mà chạy vừa phải thôi, đừng có chạy ghê quá. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ mặc áo mưa, tiếp tục lên đường anh em. Mặc áo mưa lên đường nha. Rồi, let's go. Nhiều anh em thắc mắc là mình đang xài áo mưa gì. Thì áo mưa mình đang mặc là áo mưa Givi nha anh em. Givi thì nó có rất là nhiều loại, tầm khoảng 6-700 ngàn cũng có, 1 triệu mấy cũng có. Bộ này hình như là mình mua 1 triệu mấy nè. Thì mình xài bao tay LX2. Bao tay này là bao tay chống nắng nha anh em, không dùng để đi tour nha. Nó không có lớp bảo vệ, nó chỉ chống tia UV thôi, nhưng mà nhìn rất là nổi. Má ơi nổi quá. Trời mưa này á, anh em phải thủ theo một chai xịt kính ha, xịt để mà chống nước mưa, chống động xương. Thì cái chai này mình có bán nha anh em, giá khoảng chừng 180 chai. Anh em nào cần liên hệ mình, nhớt nhau thay nhớt liên hệ mình, rửa xe dơ liên hệ mình, ổ lộn, rửa xe siêu sạch, rửa xe liên hệ mình. Bình thường từ nhà mình chạy lên đây là rất là nhiều chốt anh em, khoảng chừng 2 chốt. Nhưng mà hôm nay không có một cái chốt nào hết. Nói chung là cái khung giờ mình chọn để mà đi á, nó cũng khó lắm, khó gặp chốt lắm anh em. Nếu mà anh em đi sớm á, thì sẽ gặp, còn đi trễ như mình á, thì ít lắm. Buổi sáng thường thường là không có nha anh em. Đây là đoạn đường huyền thoại. Đoạn đường này rất là đẹp,
thường thường chạy tới đoạn này là gần tới Bảo Lộc, còn mấy chục cây nữa là anh em sẽ tới Bảo Lộc. Hôm nay mưa, mưa gió anh em ơi. Nãy giờ mình chạy kiểu này là không có hao xăng nha anh em, mình chạy tốc độ nào đi số đó. Bình thường nếu mà anh em chạy bạo lực á thì nó sẽ nằm ở số 3, số 4 là nhiều, lúc xăng dữ lắm anh em. Còn mình á là mình chạy số 4, số 5 dìu á, nó không có hao xăng luôn anh em, không có hao xăng luôn. Xe này thì cũng mới vừa chạy dyno lại, làm máy xong rồi chạy dyno lại. Cao thủ nè anh em đó, gặp cao thủ rồi đó, gặp cao thủ rồi đó. Gặp cao thủ rồi, bo cua dữ lắm đó, Windows V1. Đúng rồi, khúc này chạy chậm thôi anh. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, tăng tốc. Bạn nó chạy ok nè anh em, bạn này không có chạy ẩu nè. Đoạn nào trống thì chạy, còn chỗ nào mà hút thì chạy luôn. Chỗ nào trống thì chạy nhanh, mà chỗ nào hút khó chạy thì chạy luôn. Bể bánh hay gì? Hết xăng hả? Leo lên đẩy cho. Hai đứa leo lên đi. Từ từ nha, lên dốc. Lên dốc hơi khó. Cây xăng gần đây không? Ok, ok. Hên quá, lên trên này trời không mưa anh em. Lên trên này trời đẹp, quá đẹp luôn, trong xanh luôn anh em. Đó, trời trong xanh luôn, có mây luôn. Wow. Cái thời tiết á, mà trời chuyển mưa ui ui mà không mưa anh em, trời xanh lên một cái là mây rất là nhiều. Mùa này săn mây được nha anh em. Mùa này mình có thể săn mây nha. Đó, mây quá trời mây luôn. Cái này đúng là may nha anh em. Wow. Đường này thì nó có mấy đoạn chưa sửa, nhưng mà đỡ hơn hồi đó rất là nhiều rồi. Hồi đó mình đi cái đường này là từ đầu quốc lộ 20 chạy vô trong này á, rất là xa, mấy chục cây á, tầm phải 20 cây á, là anh em sẽ chạy cái con đường kiểu như là ổ gà kinh khủng luôn. Thì bây giờ nó đã đỡ hơn rồi. Anh em chưa bị anh. Ok. Ừ. Đang làm gì vậy? Hả? Đá giải. Hả? Đi đá giải. À. Anh đi xuống đầm biển. Anh đi xuống mấy chỗ suối anh chơi. Xe đẹp vậy? Đâu, xe xấu à. Xe này có độ không? Xe zin.
gì, hạ phụ gì đâu còn nhúng được. Chưa phải. Đâu nhúng hơn rồi. Đổ hai bình luôn nè, đổ hai bình luôn nè. Rồi thôi vậy ha, cũng tay cái. Rồi, bye bye em. Bye bye em. Trời ơi, nhỏ thấy mình dí theo, chạy xe đạp dí theo. Công nhận xe đạp nó mạnh thiệt. Dễ thương gì đâu. Vui, vui anh em, vui. Đi tour thì anh em mình có rất là nhiều kiểu đi. Anh em hay gọi là đi tour nghỉ dưỡng, tour dưỡng sinh, đi du lịch, đi phượt, đi tour bạo lực, đi tour để mà nghỉ ngơi, ăn uống cho nó đã. Nhiều kiểu để mà đi lắm anh em. Cái cách mình đi mình không biết liệt kê vào kiểu nào, nhưng mà nó không tốn tiền anh em, chỉ tốn tiền đổ xăng thôi. Và đặc biệt mình phải giữ con người mình lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, yêu đời, thì cái tour một mình của mình nó sẽ rất là vui anh em. Như lần này mình ghé qua suối La Ngâu để mà chơi, chạy ngang qua đèo Tà Bao để mà xuống La Ghi ngắm biển rồi về. Gọi vui là một cái tour chữa lành anh em. Thì mình có chia sẻ cho anh em một số thứ về đi tour, như là đi tour như thế nào để mà ít tốn tiền, tiết kiệm tiền. Đâu phải anh em nào cũng có nhiều tiền đâu đúng không? Ăn uống thì mình cũng ăn bình thường, nhưng mình kiếm những cái chỗ rẻ, ngon để mà ăn. Có nhiều người rất là không thích đi một mình nha. Lúc nào cũng phải 3-4 anh em, 5-6 anh em, mấy chục xe. Nhưng mà cũng có những người, người ta lại thích đi một mình. Không phải là người ta không có bạn anh em, mà tự động người ta thích đi một mình như vậy đó. Rủ thì có người đi, nhưng mà người ta không rủ. Người ta muốn đi một mình để mà trải nghiệm, để mà chiêm nghiệm cuộc sống này anh em. Khi mà anh em đến nơi đó, anh em thấy được cuộc sống nơi đó như thế nào, cảnh vật ở đó như thế nào, anh em chiêm nghiệm kỹ á, thì anh em phải đi một mình, tự dưng anh em sẽ thấy được. Còn nếu mà mình đi đông á, nó sẽ qua một cái hướng khác. Tất nhiên là nó sẽ vui hơn, nhưng mà anh em sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc rất là đẹp mà mình có thể học được. Anh Thủ Đức á. Thủ Đức rồi đó. À. Ừ, vậy nhà của em rồi. À. Đây em ở ngay trên cầu Vượt Định Xuân á. Anh nhiều về trên đây luôn á. Anh đi vòng vòng chơi chút xíu anh xuống biển nữa. À. Ờ, anh chạy mình nè. Trời ơi, sao anh chữ Thủ Đức mà anh chậm chạy xe này ghê vậy? Có là đâu, bình thường. Anh đi bình thường mà. Em tưởng chỉ đây có anh làm cách lắm chứ. Xe này xe Vin mà. Những cái tour như thế này nó cho mình rất là nhiều kỷ niệm anh em. Bình thường mình đi tour với anh em á, đi với anh em đông đông á, thì mình không có nhớ, đôi lúc mình không có nhớ. Nhưng mà những cái tour mình đi một mình á, là mình nhớ rõ từng cái luôn anh em. Nhớ rõ từng cái luôn. Mình nhớ là hôm đó mình đi đâu làm gì luôn. Là những cái tour mình đi một mình á, là nó ghi sâu trong tiềm thức của mình, không có quên được. Còn những cái tour mà mình đi chơi với anh em á, đi một lần mười mấy xe, hai chục xe, năm sáu xe, đôi lúc mình quên, mình không nhớ anh em. Mình phải lục, mình xem lại, mình mới nhớ. Còn những lần mình đi chơi một mình á, nó rất là ý nghĩa. Nó làm cho mình nhớ hoài luôn. Bởi vậy lâu lâu mình hay hứng lên là mình xách xe, mình chạy một mình. Quá đã. Khung cảnh nơi này thì khá là chill. Anh em nào thích chữa lành thì ra đây chữa lành cũng ok. Lành không được thì về nhà chữa, mua thuốc uống, trời đất ơi. Quán đồi sim hôm nay chắc là hết chỗ ngồi luôn anh em. Đó. Thôi không ghé. Xuống đây ghé.
xe này mạnh quá anh em, chạy mà chịu khó cầm á, mạnh lắm. Chụp tấm hình. Phê. Má ơi, cua quá trời cua. Chụp tấm hình anh em ơi. Ok. Trời chưa về, chưa về đỡ hơn. Bây giờ tụi em nghỉ chân ở đâu đi? Cà phê. Đúng rồi, xong rồi tụi em canh đầu giờ trưa. Bom về là tụi em chạy kiểu nào kệ tụi em. Ít lắm, nắng lắm. Với lại mưa, một là nắng hai mưa thôi. Anh là chuyên gia, nếu mà anh đi xe độ là anh đi mấy cái giờ kiểu nhạy cảm xíu. Chạy xe này ban ngày cũng như ban đêm gì. Đâu có đâu, anh đi bình thường đâu sao đâu. Thấy mấy ổng thì mình chăm trước kiểu gật đầu vậy nè. Cái mấy ổng bắt luôn. Ok, bây giờ mình tiếp tục lên đường nha anh em. Mình tiếp tục du hành đây. Không biết là chuyện gì xảy ra phía trước. Mình đi gieo duyên anh em, gieo duyên. Ai cũng là bạn bè, ai cũng là người thân trong nhà, ai cũng là anh em. Gặp ai không cần biết, mình cứ nở nụ cười trước đi, thì tự động người ta sẽ cho mình hạnh phúc. Còn gặp người ta mà cái mặt ngầu ngầu đâu có vui đâu anh em, đi chơi là phải vui. Gặp không cần quen biết gì hết, nở nụ cười. Hello bạn, bạn đến từ đâu? Bạn là báo thủ cấp độ mấy? Mình là cấp độ 5 rồi nè. Công nhận xe trên cộng vô đèo chạy sướng lắm anh em. Dặn cái đi. Chạy chậm cũng sướng. Chạy nhanh là cẩn thận nha. Trên cộng mà vô đèo chạy nhanh là cẩn thận nha. Nó lẹ lắm anh em. Quá trời vui. Ba chiếc Sonic. Chỗ này mà anh em đi vào ngày thường á, không ai vô hết á. Có thứ bảy chủ nhật là có người vô. Thứ bảy cũng vắng lắm. Đa số là chủ nhật anh em vô chơi nhiều. Anh em đi chữa lành, còn mình á là mình đi chữa ghiền. Con cúng dường cho sư. Dạ, con không có nhận tiền à. Sư không nhận tiền ha? Dạ vâng ạ. Dạ. Con chỉ nhận đồ ăn thôi, con không nhận tiền. Sư có ăn gì chưa? Dạ, sáng giờ con đi trong bìa rừng cho nên chưa có gặp ai hết. Dạ. Dạ, mô Phật. Dạ, dạ. Là sư không nhận tiền ha? Dạ vâng ạ. Dạ. Con chỉ nhận đồ ăn buổi sáng à. Dạ. Hôm qua buổi trưa con cũng nhận. Dạ.
Dạ sư đi riết vậy hả? Con cũng phát tâm là mình đi như vậy đó để mình học theo cái lời Phật dạy á. Dạ. Nhất là rèn luyện cái sự khai mình. Dạ. Rèn luyện cái sự kham nhẫn của mình. Dạ. Và trong quá trình mình đi như vậy á là sẽ có những cái chướng ngại nó đến với mình. Dạ. Chướng duyên đó. Dạ. Xem cái sự kham nhẫn của mình có vượt qua được hay không. Dạ. Thứ hai, thứ ba nữa là tu tập cái bản ngã của mình. Dạ. Đối với những ai mà ví dụ như mình đi như vậy mà người ta cho mình đồ ăn á. Dạ. Thì xem được cái tâm của mình lúc đó có hoan hỷ không. Dạ. Và lúc mà mình không nhận được đồ ăn thì có lúc đó cái tâm của mình nó sẽ như thế nào. Và quan trọng mọi tình huống á, mình phải gọi là quay lại cái tâm của mình quán xét tự thân của mình. Dạ. Để nhiếp phục tham sân si. Dạ. Nói chung là con đường tu tập của con còn dài, chỉ là mới học đây thôi. Dạ. Phát nguyện đi để mà rèn luyện. Thì con cũng biết đến sư Minh Tuệ đó. Dạ. Trước đây con cũng có ý định là con cũng phát nguyện con đi, nhưng mà nó không có được cái sự nhiệt huyết á. Dạ. Và sau gần đây á thì con nhìn thấy sư Minh Tuệ, bắt đầu con mới phát tâm đi theo. Dạ. Để học theo cái hạnh như vậy. À, trước con có tu xong rồi con vô rừng con ở. Dạ. Rồi bây giờ là con đi ra để mà phát tâm đi như vậy đó. Dạ sư. Dạ. Mô Phật. Dạ sư đi để nắng. Dạ không sao. Đi ban ngày đi giữa trời nắng như vậy. Rồi mà. Tối sư ngủ ở đâu? Thì khi mà đi đến chiều tối á thì tùy duyên, ví dụ tới lúc đó thì gặp chỗ nào vắng vắng thì mình vô nghỉ. Dạ. Hôm nay duyên quá gặp sư. Nhờ sư Minh Tuệ mà nhiều người mới biết đến những cái vị mà. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi sư. Chứ còn mà trước đó không ai biết đến đâu. Dạ. Với lại con cũng không phải là sư thầy đâu nha. Dạ. Thì á, theo như cái quy định của giáo hội Phật giáo là dạ. Khi mà có nằm trong giáo hội Phật giáo mới gọi là sư là thầy. Dạ. Con giờ con chỉ là buông bỏ hết tất cả, con đi tập học thôi. Dạ. Đi tập học chứ không có sư thầy gì hết á. Dạ. Anh chỉ coi con như là một người công dân bình thường đi gì thôi. Dạ. Dạ, đi xin một ngàn bữa để ăn rồi tối lại thiền định tu tập thôi à. Dạ. Chứ không phải là sư là thầy gì hết. Dạ. Cảm ơn sư, con đi. Dạ. Dạ sư đi. Dạ. Hello chị. Hello em. Ủa đi mình hả? Xác xác vô em. Dạ dạ. Xác xác vô. Ok anh, cảm ơn ha. Chờ follow hết kênh của anh Tư rồi luôn. Ừ. Rồi thôi anh em đi ha, chạy từ từ, thấy sư đi không? Né né sư ra nha. Chụp tấm nè. Chụp tấm nào? Tấm xe là anh luôn. Ok. Châu ơi, ta bảo châu này, châu ra ngoài ruộng, châu cài với ta. Wow, quá đẹp anh em ơi. Quá. Wow. Vừa đậu xe xuống là kiến nó dứt. Ok, thì mình đang ở cái chỗ này nè anh em. Thì chỗ này mỗi lần đi ngang á là mình không có ghé lại, đẹp lắm. Thấp xuống xíu em. Đúng rồi. Thì cái chỗ này mỗi lần đi ngang á là mình nhìn vô mình thấy đẹp thôi, chứ ít khi nào mà chạy xuống đây. Đây là lần đầu tiên mình chạy xuống đây anh em. Đó. Đây, phong cảnh. Đó, cameraman. Đây là những đứa cameraman của mình nha anh em.
Ở chơi đi đâu đó? Ở chơi. Trời ơi, phái xe độ không? Có phái xe độ không? Sáng giờ thì chắc là mình chạy cũng được mấy trăm cây rồi. Tour này mình đi về là khoảng chừng 500 cây, 600 cây nha anh em. Không tới, tầm khoảng 500 cây. Đó, về rửa xe. Ngày mai tiếp tục có một cái tour cùng anh Nhí và anh Tư, cho nên là cà phê xong rồi về sớm anh em. Ok, thì tour này chữa lành nha anh em. Chữa lành rất là nhiều thứ, học được rất là nhiều thứ, cảm nhận được rất là nhiều thứ, quen được nhiều người bạn mới. Đó, anh em mình nè. Chú về nha. Bye bye. Nấu máy nè. Phê không? Bye bye, về nha. Yeah.